Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Thành đang có mặt tại công trình nhà vợ chồng Bồng Tính. Lên đến đây thấy anh Tuyển, chị Vân làm thôi. Không biết là vợ chồng Bồng Tính hôm nay đi làm gì. Em chào anh chị. Chị Vân thấy vợ chồng Bồng Tính đâu không? À, đi phát bờ ruộng à? Đất này hôm qua vợ chồng Bồng Tính cho bà hả chị? Qua nghỉ xong là cho hai vợ chồng Bồng Tính cho đất vào hết lần nhà lần bếp rồi. Anh Tuyển xây khá là cao đấy nhỉ? Sắp bằng khẩu cho anh Tuyển. Sắp bằng khẩu cho anh. Bằng thước kìa anh. Thế ngày hôm nay là anh chắc lên nóc rồi. Xong rồi. Lên nhà xong. Xây lên nhìn ở ngôi nhà rộng rãi hẳn rồi. Vợ chồng Bồng Tính lấy đất ở bên này đây. Đấy, lấy bên này mưa gió thì có cái rãnh nước này thoát. Đau lưng rồi anh. Hôm nay trời nó không nóng nhưng hôm nay trời nó không nắng nhưng cảm giác như oi. Cảm giác như sắp lại mưa tiếp rồi. Mây mù là che hết bầu trời rồi. Thấy sương trắng thôi. Xây nhà kiểu này chắc khu này nhà Bồng Tính còn đẹp nhất ở khu này đấy. Vâng. Bây giờ thấy mặt tôi giết này. Thế mang cua đầu anh ạ. Nhưng hôm nay không cua đầu nữa, mang nước uống này anh ạ. Nước lạnh. Em tưởng mang cua đầu mặc áo giết đi kìa. Em sức khỏe không được tốt đây nên phải mặc áo. Mặc áo rét anh ạ. Đợt này làm mấy công việc liền lúc anh. Cứ chạy ngược chạy xuôi. Sáng nay em vừa sửa xe cho khách xong rồi. Vâng. Vừa sửa xe xong em mới qua đây. Vừa chăm vợ vừa chăm. Cố gắng một chút anh ạ. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa đâu. Chỉ hơn đến 40 đâu. Chẳng đến 60 đâu. 31 anh ạ. Thưa 60 mới bắt đầu rẻ. À chưa rẻ. 60 mới bắt đầu sự nghiệp à anh? Nhưng tầm tuổi 31 như này thì đúng ra thì cũng phải có của ăn của để một chút rồi anh ạ. Vâng. Chưa nghĩ đến có của để chỉ nghĩ đến quan là tốt lắm. Vâng. Sau này tầm tuổi như anh em chứ chắc đã đi làm được đấy. Để tốt. Bây giờ cố gắng một chút anh ạ. Sau này tầm tuổi như anh thì thưa thưa nghỉ ngơi. À đẻ thì chắc phải đẻ thêm rồi anh ạ. Đẻ thêm cho nhà đông con một chút cho vui vẻ. Vâng. Ngày xưa
bố mẹ đẻ tới con gái, mỗi mình con trai vậy. Vâng. Toàn bị phụ nữ văn lạt đây ạ. Vâng. Anh chị uống nước. Đây em đưa lên cho anh luôn. Thành lên đây Thành có mua nước uống. Chị Vân ơi, nước đây em để đây nhá. Hôm nay chị Vân có mua thịt cho Thành đây. À, thịt với đậu. Thịt đậu chị mua hết bao nhiêu chị? 70.000 thịt với đậu. Anh chị chưa đây ở đây ăn cơm không? Về đón cháu. Vâng. Hôm nay cứ tưởng là vợ chồng bùng tính làm đây thì mua lên để ăn. Thành lên đây có mua nước là mua 5 chai nước uống này, 5 chai nước là 50.000 này. 50.000 tiền nước và 70.000 tiền thịt với đậu. Không nọ là chi hết là 180 rồi, còn 820. Hôm nay chi hết 120 nữa. 120 nữa. Tiền của cô Hiền dưới hai lội cho thì còn 700.000. Hôm nào thiếu vật liệu gì anh giúp lấy hộ em nhá, anh Tuyển nhá. Anh cứ gọi xe ba bánh ấy hộ em. Sau em gửi tiền. Anh cứ chủ động gọi hộ em ấy. Nhiều lúc em bận ở nhà sửa xe ấy, em lại không qua đây ngó được. Là nhà bùng tính cao như này thì mưa gió thì không sợ rồi, không sợ nước tràn vào rồi. Đổ cao nhìn đẹp hẳn chị nhé. Cát à chị Vân ơi? Ở bữa ấy. Bếp lò thì xây ở phía này. Bếp lò thành tính rồi. À, xây bếp lò sẽ thu lên nhỏ thì chi phí nó sẽ rẻ đi. Chỗ này là bến rửa và nhà tắm vệ sinh. Dạ. Em là anh cố gắng là cái bếp lò anh ở dưới to, ở trên anh thu nhỏ em được không? Thì nó nhỏ vừa vừa được chứ. Thì nhỏ vừa vừa ấy, tiết kiệm gạch ấy. Cái kiểu đây rồi nó không phải là bếp lò. Mình đây xây ống khói. Xây ống khói ấy. Đun dưới ống khói lên. Vâng. Chứ xây kiểu bếp lò kia thì nó nhỏ được. Xây kiểu bếp lò kia là nó có một cái cỡ nồi. Đây là mình xây gọi là xây ống khói nhỉ, nó mới tốn kém. Đấy, còn nếu mà xây cái kiểu bếp lò kiểu kia ấy thì lại phải có cái nồi đun như kiểu ở trong miền Nam ấy. Vâng ạ. Đấy, cái nồi bé thì mình đặt cái đấy xong bắt đầu mình cho cái lên. Cái đấy gọi là cái gì đợt trước? Cái chảo, chảo không đáy. Ừ đấy, thì phải có cái đấy thì mới dùng được. Nhưng là trên mình... Cái nồi to không đun được. Ở trên mình dùng như thế phức tạp lắm anh ạ, không dùng đâu. Không dùng được, bởi vì có lúc người ta đun nồi cám lợn, cám nước vào không đun, không đun. Cái đấy không đun được. Thôi anh cứ xây ống khói đi. Như hôm nọ anh xem ấy, tức là người ta xây hẳn cái bếp lò. Cái bếp lò chứ không phải, còn đây là mình xây ống khói. Ống khói và đun dưới cái ống khói lên, tức là đấy, đun dưới ống khói. Vâng ạ. Cho nên là nó tốn hơn. Còn kia xây cái bếp lò nó chỉ mấy trăm viên gạch thôi mà. Xây cái bếp lò kiểu kia kìa. Vâng ạ. Đấy, bếp như kiểu anh có cái nấu cám mà cậu có cái. Có cái nó ở chỗ bên trường lạn đây. Cái kiểu đấy. Chứ cái là thiết kế nó khác đi một tí.
Thôi. Xây cái kiểu bếp lò về nhá, kể cả mình lấy cái tôn mình cuốn cái ống khói cũng được. Đấy, xây cái bếp lò kia chỉ đủ khoảng tầm 3 hay 400 viên, 300 viên là đủ rồi. Thôi anh cứ xây ống khói như mọi nhà đi anh ạ. Xây ống khói kiểu kia là nó tốn. Thôi cứ đằng nào tốn mà đun nó được đa năng hơn. Đa năng, đun cái gì cũng được. Đun nồi to, nồi nhỏ là được hết. Thế là xây ở chỗ kia. Đây chỗ con chó làm mày anh. Đấy. Bởi anh cứ xây thỏ ra ngoài chiều rộng tầm 2 người lách được anh ạ. Đun cho thoải mái. Chỗ kia xây nhiều chỗ cái cây cà gai ạ. À cây đằng sau này. Cái rèn chứ, rau rèn đấy. Bên đằng sau ấy. À đằng sau này ạ. Ừ, xây hẳn ra đằng sau hay là xây thôi anh cho hẳn ra đằng sau đi. Chỗ này là bến rửa đúng không anh? Ừ. Nhưng mình tính ấy. Đấy, chỗ đấy là bến rửa. Bến rửa là chỗ rau rèn. Thì anh xây hẳn ra đằng sau anh ạ. Ừ. Thì mượn nó cũng có thì cho ra đằng sau. Vâng, không có mượn được cái tường này không anh? Được. Được. Tiết kiệm anh ạ. Mượn thì tiết kiệm đi được tí. Vâng, đỡ vẫn được. Kiêng thì xây cách nó ra. Chắc không kiêng gì đâu chứ. Ừ. Anh này có kiêng gì không? Ừ. Anh thì nhưng mà cũng có người thì kiêng, có người thì không kiêng. Không kiêng đâu anh ạ. Xây cái góc đất đấy nó mà không yếu thì xây ra cái chỗ đấy. À, xây chỗ đấy là hướng đất của mình chứ. Vâng. Hướng chỗ cái cửa trồng dây anh ạ. Ừ. Thôi cứ xây giáp đây anh ạ. Ừ. Xây ở chỗ cái tấm ván này. Đây là bến rửa đằng trước này thì quá hợp lý rồi. Xây thế mình lập một mái anh ạ. À. Đấy mình lập một mái về đây. Đây là xây thụt, xây vào đây đủ khoảng tầm 1 mét này. Xong rồi thò cái cửa ra đây thôi. Trong bếp đi phát ra cái cửa luôn. À đi ra cửa nhưng vẫn phải đi ra chứ. Vâng, cũng ra bến rửa này anh ạ. Phải có đường ra bến rửa. Thôi anh cứ xây bằng như thế cũng được anh ạ. Còn xây lui về đây, ra đây. Đó là ra kia bến rửa luôn. Cũng phải làm cái cửa xuống đây. Ừ, anh Tuyển với chị Vân vừa nghỉ ngơi uống nước rồi. Là anh Tuyển với chị Vân tiếp tục công việc. Nhà đòn tay bằng sắt à? Vâng, nhà đòn tay bằng sắt. À, bếp với bến rửa nhà tắm nhà vệ sinh thì bằng gỗ đây anh ạ. Bằng sắt như là bờ lô cái gì? Vâng, bằng sắt là bờ rô anh ạ. Kiểu như đang là bờ lô thì nên làm cho nó cái gác xếp. Gác xếp à anh? Ờ, làm gác xếp cái chỗ mà bên nó ngủ. Cái này nhiều khi là kiểu mưa đá với để ý nó là cái bờ lô nó hay bị ẩm lắm, mưa đá xuống cũng gì ạ. Và rồi mà gặp mưa đá thì nó vỡ anh ạ, nó sập vào rơi vào người ấy. Đấy như cái nhà kia hôm nọ mà không có cái gác xếp vào. Cái gác xếp đấy thì tôm thì nó không đổ vào cái chỗ nằm. Vâng ạ. Hôm vừa rồi ở bên ở Hà Giang à? Hà Giang mưa đá anh ạ. Ở cái gì Mù Căng Chải chả mưa đá thì xóa sổ bao nhiêu nhà dân đấy. Ừ. Thế thì anh cứ để cho em gác xếp nhá. Gác xếp thôi bằng gỗ thôi anh ạ. Thế thì gỗ thì anh xem người dân ai có thì anh mua luôn hộ em nhé. Mua gỗ làm gác xếp á? À không, mua cái gỗ thôi. Là gác xếp đây anh ạ. Thì với cái... Cứ để sẵn ở đấy thì... Vâng, cứ để sẵn đấy này. Nó có đây thì không, nó chặt cái cây tre, cây vầu nó làm như kiểu... Như kiểu bà con ở đây này. Thế cũng được ạ. Thế thì băm vầu băm nứa này, xếp bên trên. Xếp bên trên đấy. Nhưng mình mua gỗ luôn anh ạ. Đặt luôn. Để sẵn. Để sẵn. Thế là anh giúp em là mua gỗ ở bếp với đòn tay gỗ ở gác xếp này. Với nhà tắm nhà vệ sinh anh giúp em mua. Có nó kiểu là
bên này ta hay để những cái cây to ở đường, gió những cái này nó tít trên kia nhưng gió nó thổi nó bay vào đây ngay. Vâng. Nhiều lúc nó còn bay cả lên tận dưới. Nhà ở mà có cái gác xếp thì sẽ an toàn hơn. Có khi nó tôn thì không cần thiết, không cần cửa. Vâng. Nhưng mà về tôn thì nên để tránh cái lúc đêm hôm mưa gió. Mưa đá như đợt nọ toàn cho thủng hết ngói. Thì để ở chỗ tầm chỗ ấy, cái cột đấy anh ạ. Để một nửa ấy thôi. Vâng, anh kia đục rồi. Hôm nọ là mình chưa tính đến cái phần đó. Nếu mà nhà bùng tính mà được cái mái tôn thì nó sẽ mát rượi hơn. Vừa mát thì an toàn hơn đấy. Nhưng kinh phí là có hạn. Kinh phí cũng có hạn thì thành chỉ lập mà pazo thôi. Thế này nó mình để cái sắt này lên xong nó chặt những cái tre này này. Xếp gọn lên trên. Vâng. Riêng rồi nhà người Mông thì nhà nào cũng sẽ có một cái gác lên trên trước phòng ngủ. Sợ người đẻ trên núi cao sợ tuyết. Tuyết kiểu nó xuống nó sập đi. Vâng ạ. Thì đã có cái gác đây. Em thấy là trên vùng cao mọi người hay để thóc hay để lông sản trên đấy không anh ạ? Thóc ngô với dụng cụ các kiểu. Với đông người quá họ lên đấy ngủ cùng luôn cả thóc ngô ấy. Ừ, cũng gọi là cũng thêm được một này. Nó phải gọn gàng chứ. Vâng. Họ không biết thì gác bằng ấy cứ mọt xuống ấy. Ngô thóc bên trên sạch. À. Cửa giả nhà bùng tính thì anh Tuyền anh giúp em đặt luôn nhá. Giúp em làm nhá. Cửa gỗ à? Vâng ạ, cửa gỗ anh ạ. Đấy mọi cửa này, cửa chính với cửa bếp với cửa ra nhà tắm nhà vệ sinh. Cả cửa sổ sen hoa đấy anh nhá. Đấy, anh giúp em làm hết đấy ạ. Không như nhà chú sinh kia đợt em gọi thợ lên họ có lên đâu anh. Thợ ở đây nó không lên, thợ gỗ nó không đi đóng đâu. Ít quá. Nó không lắp cho mình đâu. Không biết bảo họ xẻ gỗ cho nó khô. Vâng. Nhà bùng tính thì Thành sẽ để cửa gỗ, như ban đầu là cửa gỗ thì chi phí nó sẽ rẻ đi. Với nhà bùng tính thì Thành để mộc này thôi, không chát. Chát thì lại thêm tiền công, thêm vật liệu, mọi thứ thêm một tí thì kinh phí nó có hạn đấy. Để sau này hai vợ chồng bùng tính là có điều kiện thì chát sau vẫn chưa muộn mà. Cái nhà này đã ngon lắm rồi. Vâng. Nhà bạt còn thấp bằng một nửa này với bé. Ngôi nhà này nhiều người mơ ước còn chưa được anh ạ. Trong mơ không thấy có được ngôi nhà như này, đầy đủ công năng hết. Ở đây em thấy là nhiều nhà còn không có nhà tắm nhà vệ sinh anh ạ. Nhà xây chưa có sao mà có nhà tắm nhà vệ sinh được. Em thấy nhiều nhà họ có cái bến rửa vẫn gọi là tắm tiên anh ạ. Như cái nhà quả trừ ở trên này anh. Bến rửa không có ấy, còn dùng chung với nhà anh trai ấy. Nhà vệ sinh em không thấy có.
Nhà chứ đấy bằng thế nào, cột nó bằng cây tre anh ạ. Nhà con bé chỉ trẻ đấy gì? Vâng, xua. À xua, xua. 13 tuổi đã đi lấy chồng anh ạ. Vâng, bị bắt. Do bạn đấy là bố là mất xong rồi mẹ lại bỏ đi lấy chồng anh ạ. Các bạn xinh gái quá, bọn nó bắt sớm. Xinh gái quá, khổ. Bọn nó bắt đi sớm ngay. Em bảo là về ở nhà trừ này, thấy cái nhà sắp đổ này có sợ không? Này là hạnh phúc lắm rồi đấy, có chỗ ở anh ạ. Bạn ấy bảo là đang một đứa trẻ mồ côi, đang nhà cửa không có. Nhà cửa không có thì có chỗ ở là tốt rồi. Nhà cửa không có thì bây giờ có được người, vừa được có người thương yêu, vừa được ấy nữa. Chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng. Gọi là không đàng hoàng, không mà có được chỗ ăn, chỗ ở. Là hạnh phúc lắm. Không có bố mẹ lo cho thì làm sao mà vì bản thân lo được thì chả phải như thế là hạnh phúc gì còn gì nữa. Là tốt rồi. Em thấy nhìn cũng tội, nhìn thấy thương cái đứa lớn kia. Đấy chỉ gọi là có chồng thôi. Cái gì? Bảo đấy chỉ gọi là có chồng có nhà thôi. Vâng. Gia đình chồng có điều kiện đâu. Em thấy nhà xung quanh là trống nhiều cọc tre lắm rồi đấy. Nhà cứ như kiểu dựng trong bụi tre đúng không? Vâng. Chỗ nào thấy cột, cây thì đổ nghiêng, cây thì đứng thẳng. Được cái hai vợ chồng thì chịu khó, cái gì cũng nuôi rẽ của người ta anh ạ. Nuôi rẽ gọi là chia sản phẩm, chia đôi ấy. Không có thì ta còn cần thì rẽ người là tốt. Con nọ bảo bán con lợn mà hết tiền mua thức ăn cho nó rồi, bán một con lợn. Chăm chịu khó người ta mới cho nuôi. Chứ không chịu khó mà lười người ta cho nuôi, ví dụ nuôi con trâu mà trâu chả chịu chăm, cứ để gầy gập chả cho nuôi được. Nhà trừ thì em thấy là xem nào, họ cho nuôi rẽ là trâu này, dê lợn anh ạ. Nuôi rẽ hết của họ. Nhưng con nào cũng đẹp anh ạ. Nó chịu khó làm. Không muốn ăn rau gì thì nó cũng nhanh ổn định cuộc sống. Rồi xong rồi lại làm thì ít. Làm thì ít, ăn thì nhiều. Nó mới ổn định được cuộc sống. Anh chị làm xong về sau nhá. Em đi về bên nhà sửa xe cho khách này. Vâng ạ. À thịt tí nữa chị bảo bùng tính nhá. Hai chồng mang về ăn ạ. Chị. Ờ chị sợ tí về nó chưa về. Thế về chị cứ treo ở đấy ạ. Có số điện. Em có số điện thoại. Với chị cứ cho một cái túi bóng hồng nhá, chị treo nhá, cả nước nhá. Để cho hai vợ chồng mình tính được hai chai nước. Giờ là trời nắng rồi đấy. Vâng. Em đi về đây, chào anh chị. Giờ Thành đi về bên nhà sửa xe cho khách nhá. Thịt với nước uống thì Thành bảo chị Vân là cứ treo ở đây. Thì nó gọi vợ chồng bùng tính qua đấy. Hôm nay nhà bà cũng không thấy ở nhà nhỉ, đi làm hết rồi. Nhà bà với nhà anh trước à, không có ai ở nhà. Biết treo đây an toàn không?
Chú Vân. Đừng lại. Cái gì anh? Không bị gì đâu. Không bị gì đâu ạ. Chắc tí nó về mà. Vâng. Về về nó nữa. Vâng. Bây giờ em điện cho Bùng Tính luôn. À, Bùng Tính là nắng thôi cũng về sớm thôi. Sớm hôm lấy thịt với đậu này mà dùng mà ăn trưa. Em điện cho Bùng Tính thuê bao rồi. Giờ em mang thịt đi xuống nhà bác Bùng Tính gửi. Thì em dặn bà là Bùng Tính đi làm đến thì đưa cho Bùng Tính. Về hết thì không biết họ lấy đấy. Thịt với đậu là cho hết vào túi bóng này. Hai chai nước nữa. Giờ thành là mang xuống số nhà bác Bùng Tính là gửi. Bà ơi, bà cháu gửi đồ đây nhá, tí và cho Bùng Tính đi làm về bà đưa hộ cháu nhá. Đây là thịt với đậu của vợ chồng Bùng Tính bà. Vợ chồng Bùng Tính bà sáng nay đi đi làm cỏ ruộng nhá ấy. Nay bà ở nhà trông cháu à bà? Cháu chào bà nhá, cháu đi về đây. Thành đã gửi thịt ở nhà bảo của vợ chồng Bùng Tính rồi. Bảo dặn bà là tí nữa vợ chồng Bùng Tính đi làm về thì đưa cho vợ chồng Bùng Tính. Thành vừa về đến nhà. Mai đang nấu cơm rồi. Mai đang làm đậu. Mai ơi, đậu này thì ăn sốt với cà chua nhá. Cái cà chua thóc mà anh mua ấy. Em bẻ cà để làm gì đây? Em làm cà muối. Cà muối á? Đang có em bé không ăn được cà muối đâu. Không, hôm qua chị Vân bẻ, chị Vân để đây ấy. Thôi tối để nấu canh, để anh nấu canh cà cho. Vâng. Tối nấu canh cà. Em không ăn đâu mà. Tí mang cho chị xem chị làm ha. Cho chị hái rồi làm cà muối này. Hôm qua chị hái mà chị không nấu. Chị Vân á? Chị không ăn, vâng. Chị không ăn gì. Trưa nay em nấu những món gì đây? Đậu sốt cà chua. Với gì nữa? Cá sông này. À cá sông à? Cá sông nấu với dưa chua đi. Thành đi qua ao của Thành xem nào. Xem đợt này cá có nghèo con nào không? Mọi người là mấy hôm trước là có phun thuốc trừ cỏ ở đây. Ngộ trừ cỏ ở đây thì cỏ đang cháy dần rồi. Chắc hôm nào là Thành phải đào xung quanh đây thôi. Không mọi người phun cái này chẳng may là có trời mưa là nó chảy xuống ao của Thành là cá đi hết đấy. Nước xuống chỗ này cá thích bơi về đây. Thành thấy mấy con cá rô. May quá mấy hôm là không thấy có chú cá nào nghèo. Mỗi lần Thành ra ngoài cánh đồng thì cây lúa thì mỗi ngày một khác luôn. Cây lúa lớn nhanh thật đấy. Xanh tốt luôn. Hôm nay video Thành có lên lại công trình nhà Bùng Tính và xem đội thợ làm đến đâu rồi. Công việc thì anh Tuyển thì hôm nay là có khả năng là xây xong phần nhà rồi. Còn bếp với nhà vệ sinh thôi.
Hôm nay lên thì cũng không gặp được vợ chồng Bùng Tính. Vợ chồng Bùng Tính thì đi làm cỏ ruộng. Thành thay mặt vợ chồng Bùng Tính cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Cảm ơn ông bà, cô bác và anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Thành. Hôm nay video đến đây thôi. Thành xin chào và hẹn gặp lại ông bà, cô bác và anh chị. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.